là một tín đồ thời trang hàng hiệu chắc hẳn bạn cũng biết ngoài túi sách đình đám Hermes Kelly nhà Hermes còn sản xuất ra vòng tay Hermes Kelly. Chẳng to tát đồ sộ, chiếc vòng tay Hermes thường được ví von như một tia sáng níu kéo mọi ánh nhìn, tỏa ra hào quang quý phái lại bí ẩn cho người chủ nhân của nó. Bởi vậy chiếc vòng tay Hermes Kelly là chiếc vòng bao nhiêu cô gái đều muốn đeo. Hãy cùng xem top 20 mẫu vòng tay SMS Kelly có gì đặc biệt nhé. Thương hiệu Hermes, Hermes chính là một trong những công ty thời trang xa xỉ có trụ sở hoạt động tại Paris của Pháp. Hơn nữa công ty được sáng lập nên bởi Thierry Hermes vào năm 1837, qua nhiều năm hoạt động cho tới nay nhãn hàng thời trang này chuyên sản xuất các sản phẩm hàng da, nước hoa, túi sách và quần áo, phụ kiện thời trang. Đồng thời logo của công ty từ những năm 1950 vẫn là hình ảnh một chiếc xe ngựa. Hiện nay những phụ kiện thời trang của hãng thời trang này đang được rất nhiều người ưa thích. Trong đó chúng ta phải kể đến những chiếc vòng tay Hermes đang được rất nhiều cô gái mê mẩn và săn lùng, dấu lớn dấu lớn cách mua trang sức ở Nhật tổng hợp 20 lô trang sức si nhật đẹp nhất, lý do khiến cho những chiếc vòng tay Hermes được ưa chuộng. Chúng được gắn liền với thương hiệu thời trang Hermes đã và đang rất đình đám hiện nay, bên cạnh đó những giới một điều rất chuộng những món đồ mang tên thương hiệu thương hiệu này bởi nó giúp những người đang được sở hữu thể hiện được đẳng cấp không chỉ vì có chất lượng vượt trội mà những chiếc phòng Hermes còn được ưa chuộng bởi những tính linh hoạt của chúng trong những công thức phối đồ. Tuy bé nhưng những chiếc vòng của nhãn hàng thời trang này sẽ luôn giúp bạn tỏa sáng và sành điệu hơn với phong cách thời trang của mình, có thiết kế phù hợp với cả nam và nữ, chất liệu đa dạng và rất ấn tượng giúp bạn cho người đeo tăng vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp từng chi tiết rất tỉ mỉ và có độ bền bỉ cao. SMS có bao nhiêu loại vòng tay Kelly? 1. Vòng tay SMS Kelly Dog Extreme, đây là một chiếc vòng được thiết kế có bản rộng là 5 cm. Bên cạnh đó nét nổi bật của chiếc vòng này chính là chiếc khóa xoay tự như các mẫu túi Kelly và có 6 chiếc đinh nạm nhỏ như vòng CDC. Hơn nữa đây cũng chính là một trong những mẫu vòng có phong cách khá nam tính của nhãn hiệu thời trang SMS Đồng thời mẫu vòng này được thiết kế với hai size đó chính là S và L cũng như có nhiều màu sắc khác nhau. Hơn nữa các phần cứng cũng có chất liệu khác nhau như kim loại, mạ vàng hoặc palladium, hai. Hermes Micro Kelly cũng vẫn là chi tiết khóa túi Kelly nhưng kiểu vòng này phù hợp với những ai ưa thích món phụ kiện thanh tao xinh xắn. Những phiên bản được ưa chuộng nhất thường có phối màu pastel 3. Hermes Kelly Double Tour vẫn là hai vòng xoắn, món phụ kiện này có cả những phiên bản da thằn lằn với phần cứng từ vàng, bạc hay palladium.

mã SP 17.141.531, mã SP 17.138.073, mã SP 17.027.704, mã SP 17.079.455, mã SP 17.134.210, mã SP 17.141.874, mã SP 17.141.531 mã SP 17 triệu 38.072, vậy mua vòng tay Hermes Kelly ở đâu chính hãng? Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ, order vòng tay Hermes Kelly chuẩn ao giá tốt, chính hãng, uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực shop Nhật Việt nhận được sự tin tưởng của hàng ngàn đối tác thông qua việc nhận đặt hàng và mua hộ thành công tất cả các mặt hàng đến từ Nhật tiết kiệm, nhanh chóng và an toàn. Toàn bộ sản phẩm được shop Nhật Việt mang về từ Nhật có biêu chính hãng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua. Chúng tôi phân phối xỉ và lẻ trên toàn quốc. Đảm bảo chất lượng tốt với giá ưu đãi, có hệ thống giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. Chi tiết liên hệ 0983 1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.